Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh Khanh Béo TV của chúng tôi ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép Khanh Béo TV xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng tới toàn thể các quý vị và các bạn. Chúc cho tất cả mọi người có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Sau đây thì Khanh Béo TV tiếp tục cập nhật lễ tang của em Nguyễn Thị Lan Anh. Em Nguyễn Thị Lan Anh sinh năm 1999. Em hiện tại đang sống tại Indonesia. Không may, em bị đuối nước và đã không qua khỏi, đã chút đi hơi thở cuối cùng nay đã trở về với Chúa. Sau đây chương trình lễ tang của em Nguyễn Thị Vân Anh diễn ra như thế nào? Thì Khanh Béo TV xin được trân trọng kính mời các quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị và các bạn thân mến. Tiếp tục ngày hôm nay, Khanh Béo TV lại cập nhật lễ tang của em Nguyễn Thị Lan Anh. Em Nguyễn Thị Lan Anh sinh năm 1999. Không may, em bị đuối nước và đã được toàn thể mọi người đã sơ cứu kịp thời. Xong, vì đuối nước quá nặng, em đã không qua khỏi và đã chút đi hơi thở cuối cùng về với Chúa. Em Nguyễn Thị Lan Anh thì đang sinh sống tại Indonesia. Em hiện tại đã có một cháu. Giờ đây thì em không còn nữa, để lại trên đời này một nỗi xót xa vô tận mà không có gì có thể bù đắp được. Kính thưa các quý vị, biết là sinh lão bệnh tử, nhưng sự ra đi của em còn quá trẻ, để lại cho chồng, cho con, cho bố mẹ một nỗi xót xa vô tận mà không có gì có thể bù đắp được. Khi nhận biết tin thì tất cả mọi người tại quê nhà Việt Nam quá đau lòng mà không sao cầm nổi lòng mình khi biết tin con về nơi an nghỉ, và bố mẹ cũng đã kịp thời bay sang Indonesia để đưa tiễn con gái của mình về nơi an nghỉ cuối cùng trong nỗi niềm xót xa thương nhớ của toàn thể mọi người. Kính thưa các quý vị, ai cũng vậy, ai cũng mong mình có được một cuộc sống yên bình, êm đềm. Nhưng không phải ai mong muốn cũng được cuộc sống yên bình như vậy. 8-90 cũng kể một đời. Mà giờ đây em 23 tuổi đã ngập ngùi, đã rời xa nơi này để trở về, mãi mãi trở về với Chúa, không bao giờ có thể quay trở lại được nữa. Âu cũng là số phận nghiệt ngã của mỗi con người chúng ta. Bố mẹ sinh con ra thì ai cũng mong muốn con mình có một cuộc sống đàng hoàng, hạnh phúc, để rồi sau này có thể được cậy trông những lúc tuổi già, những lúc yếu đau. Nhưng giờ đây, sự ra đi của em quá đột ngột, không bao giờ có thể gặp lại bố mẹ và anh chị em được nữa. Tháng năm trôi đi, cha mẹ nuôi em cũng đã khôn lớn trưởng thành và cũng có gia đình riêng của mình. Nhưng không ai nghĩ rằng em lại mãi mãi ra đi thanh thản, không bao giờ quay trở lại với bố mẹ, với anh chị em như ngày nào được nữa. Những tiếng khóc than của chồng, của bố mẹ, của tất cả mọi người đang tề tựu nơi đây, và những giọt nước mắt rơi để bày tỏ những tấm lòng thương tiếc. Người đi người ở lại, cát bụi lại trở về với cát bụi, phải đành thế thôi, biết làm sao được. Nhưng chỉ tiếc rằng tuổi đời còn em còn quá trẻ, và em để lại cho con em còn quá nhỏ, không bao giờ có thể gặp lại mẹ mình, và trong giấc mơ cũng không gặp
cũng không bao giờ được gặp mẹ mình nữa. Đau xót nhất là bố mẹ rồi đến người chồng, gọi con, gọi vợ trong nỗi niềm xót xa thương nhớ. Kính thưa các quý vị và các bạn, cuộc sống này sao quá bất công. Em còn quá trẻ đã phải rời xa trần thế để về nơi yên giấc nghỉ ngàn thu, một nỗi buồn vô tận mà giờ đây gia đình đang phải gánh chịu. Chúng tôi xin được chia sẻ nỗi đau thương mất mát vô cùng to lớn này cùng với gia đình và cầu chúc cho em mãi mãi thanh thản về với Chúa, được thảnh thơi, được an nhàn, luôn phù hộ cho bố mẹ, cho anh chị em, cho tất cả mọi người được mạnh khỏe, bình an. Kính thưa các quý vị, cuộc đời dẫu là vậy, cuộc đời quá lắm thương đau. Giờ này đây thì tất cả mọi người đang tề tựu về nơi đây để cùng nhau cầu nguyện cho em được ra đi siêu thoát, về nơi an nghỉ cuối cùng, em an giấc nghỉ ngàn thu. Giờ này là giờ khâm niệm, và chúng ta, mọi người chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau cầu nguyện để cho em được siêu thoát, xin được vĩnh biệt. Và cảm ơn tất cả các quý vị đã xem và ủng hộ kênh Thanh Béo TV. Xin được cảm ơn, chúc cho mọi người có sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.